Thầy từ bi hoan hỷ cho con biết à. Ở đây ấy, thì theo cái kinh ấy, quý vị thấy trên mạng người ta cũng lôi ra hết rồi, cũng nhờ sự kiện ngày Minh Tạng người ta lôi hết rồi đúng không ạ? Lôi ra nói là ấy, thiền trang nhớ trong kinh nào bữa thì coi qua rồi cũng quên rồi. Nhưng nếu mà tu hành đầu đà, nếu tu được hạnh đầu đà thì mau chứng quả, mau chứng quả lắm. Mau chứng quả là mau chứng quả nào? Trong quả quả vị thanh văn á, à, tức là tu đà hoàng, Tư Đà Hàm, A La Hàm và A La Hán á, mau chứng được cái quả vị đó. Còn tu tịnh độ á, thì sao? Tu tịnh độ thì mau vãng sanh. Thì vậy thôi. Quý vị thấy hai cái này nó khác nhau. Vì cái bên nào thành tựu trước thì bên nào thành tựu trước là do mình tu thôi chứ. Mình tu mà cái nào cũng cũng trong kinh á, không có kinh nào thua kinh nào. Ví dụ như quý vị qua học bên Nikaya đó, hoặc là trên kinh A Hàm thì nhắn có coi rồi. Kinh A Hàm cũng nói luôn nhé, không kinh Nikaya, thì hai kinh nó tương đương nhau mà. À, là tu pháp tu tứ niệm xứ á, quán thân thọ tâm pháp á, thì nhắn có chia sẻ rồi đó. Là Đức Phật nói tu 7 ngày thành tựu rồi. À, vậy thì nhanh không? Nghe nhanh đó, đã quá đúng không? Rồi, mà nếu cái người đó là người căn nó tốt, không được thì sao? Không được thì 7 tháng, 7 tuần, 7 tháng, 7 năm. À, không được nữa thì cả đời. Không được nữa không bảy kiếp, nói chung là không, cái thời gian không biết. Nếu mình nghe như vậy là đã quá, cho nên nó nghe người ta nói thường nói 7 ngày không à, giống như kinh A Di Đà nói nó nhược nhất nhược nhược nhị nhược nhược tới thất nhược lắm, 7 ngày tu thành tựu rồi, niệm Phật nhất tâm bất loạn vãng sanh rồi. Rồi ai tu 7 ngày niệm vãng sanh đâu, mấy người? Rồi ai tu tiếng niệm xứ 7 ngày chứng quả A La Hán đâu, mấy đây? Hồi xưa thì có đúng không vị? Hồi xưa thì có căn tánh người ta đó. Cho nên cái đây á là cái hạnh nào á, cũng thành tựu được đó, cũng thành tựu được. Nhưng mà cái thành tựu giữa tự hạnh tựu tu đầu đà là đắc quả, còn hạnh tu tịnh độ là mục tiêu là vãng sanh. Còn để thành Phật trước hay sau á thì cái vấn đề đó. Nếu mà vãng sanh á thì nếu theo giáo lý của tịnh độ chúng ta thấy là tiết kiệm được hai A Tăng kỳ kiếp đúng không? Thay vì ba đại A Tăng kỳ kiếp mình thì mình tiết kiệm được hai A Tăng kỳ kiếp đúng không? Đó. Tức là mình về đó là mình tương đương thất địa bát địa rồi, thì còn một một A Tăng kỳ kiếp nữa thôi, một A Tăng kỳ kiếp với 100 kiếp nữa thôi là thành Phật. Còn nếu như mình đi con đường hình thường á, thì nó tốn thêm một A Tăng nữa, kỳ kiếp nữa. Đó là từ sơ trụ viên giáo đến từ tam hiền á, mới tới một một A Tăng kỳ kiếp. Rồi từ sơ địa tu đến thất địa đó là thêm một A Tăng kỳ kiếp nữa đó, thì cái điều này thiền văn đã chia sẻ rồi. À, cho nên ở đây là cũng khó biết lắm đó, vấn đề là thành tựu hay không. Còn tu hành đầu đà nếu mà tu được á thì tất nhiên là con Đức Phật nói là có cái đó là khiến cho giáo pháp của Phật được thành được gì trụ lâu ở nơi đời, và cái người mà tu nó thì mau thành tựu thánh quả. Đó là đương nhiên, bây giờ cái hạnh nó xả rốt ráo mà, hạnh nó hạnh rốt ráo mà, cho nên là cái hạnh đó như vậy. Còn tu tịnh độ thì niệm Phật đó theo kinh A Di Đà đó 7 ngày, kinh Vô Lượng Thọ nó 1 đến 10 ngày đó, 10 ngày 10 đêm đó, quý vị tu nó thành tựu cũng vậy thôi, bên nào cũng thành tựu nhanh hết đó, vấn đề tu được hay không thôi đúng không ạ? À, cho nên là bên nào cũng thành tựu nhanh hết đó, pháp nào cũng vậy. Tứ tứ niệm xứ đó, tứ niệm xứ vậy 7 ngày thôi à, quán được tiếng niệm xứ được 7 ngày thành tựu rồi. Nghe nói vậy đã quá, chạy vô tu. Hồi xưa cũng nhiều người nói vậy, nghe đã lắm. Vô thử 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 tu thử 7 ngày xong rồi không thành tựu, ra hỏi sao con tu 7 ngày không thành tựu, kiểu cần căn tánh thứ hai phải 7 tuần, ráng tu hết 7 tuần rồi kêu 7 tháng hả con căn tánh thứ ba rồi tu hết 7 tháng rồi kêu rồi 7 năm hả con, rồi cứ cùng tu hết 7 năm sao không thành tựu thì cả đời. Nói vậy còn cái mức nào nữa không? Nói chung là có khi không có đắc được. Thế là đó là nó không phải, cái pháp đó là có thể thành tựu trong thời gian đó. À, mà con số 7 là con số viên mãn thôi, cho nên là không biết được cái số đó là bao nhiêu. Cho nên là đấy là tùy cái căn tánh của mỗi người, chứ không phải là mình nói như vậy trên giáo lý là như vậy. Mà thực tế nói cái số 7 đó nó cũng không hẳn, quý vị coi trong kinh điển cơ mà. Có những người vừa mới tu một cái là đã đắc quả rồi. Nó giống như cái vị đệ tử của ngài Xá Lợi Phất á, quý vị nhớ câu chuyện mà con chó đó không, quý vị không nhớ không? Con chó mà bị người ta chặt chân, người ta bỏ xuống mương rồi ngài Xá Lợi Phất cứu á.
cứu cho ăn rồi đó, tôi sau đó nhắc nói chuyện với nó để nó chết, nó sanh vào nhà một cái vị trưởng giả đó, đời sau sanh ra mới 7 tuổi đó, là được ngài Xá Lợi Phất tới khất thực đó, rồi cho đi xuất gia với ngài Xá Lợi Phất đó. Mới vô cạo tóc thôi là nói một câu thôi đó, các cái nỗi khổ là do mình có cái thân này cho nên mới có nỗi khổ. Cạo con dao thứ nhất, cạo con dao tóc thứ hai, thì người đó đắc quả A-la-hán. Mới có bao nhiêu đó là tu bao nhiêu đó, là có nghe có một câu đó là đắc quả A-la-hán. À, quý vị thấy câu chuyện đó, câu chuyện công việc con chó bị chặt đó, quý vị nhớ không ạ? À? Nhưng mà quý vị nên nhớ cái người đó không đắc quả A-la-hán không phải đơn giản mà nghe cái ui thầy vi diệu thay, người tu chưa gì hết mới cạo tóc thôi đắc quả A-la-hán, chẳng biết người ta đời trước là gì. Quý vị nhớ câu chuyện đó, đời trước là tại sao đọa làm chó hàng năm trong đời không? Nhớ không? Là tại vì là tỳ kheo xuất gia tu trong thời Phật Ca Diếp. À, xuất gia rồi, tu đã là ở bên cạnh một vị tỳ kheo già, thì tỳ kheo già đọc kinh cái giọng thì khàn khàn. Nói cho nên tức quá, anh nói cái khinh thường chê nó ông đọc kinh giống như chó sủa. À, cái vị tỳ kheo già cái nói ngài biết tôi là ai không? À, tôi là người đắc quả A-la-hán rồi. Ngài nói câu đó đó, ngài đọa đó. À, cho nên ngài sám hối liền. Sám hối rồi đó mà bà phát nguyện ngay sau sám hối, có cái phát nguyện. Nguyện rằng con đời này con lỡ pháp xúc phạm thánh nhân con không đắc quả rồi. Nhưng con nguyện đời sau á, khi nào gặp lại giáo pháp Phật á, con sẽ đắc quả A-la-hán. Con nguyện đem hết công đức tu tập của con á, trong đời này và trong vô lượng kiếp á, để con hồi hướng con đắc quả A-la-hán. Chính cái nguyện đó đó nó dẫn quý vị không, cái nghiệp nào nặng thì nó dẫn trước đúng không, cái nghiệp mà đọa lạc nó dẫn trước, không đọa địa ngục, đáng lẽ là phỉ báng thánh nhân á, đọa địa ngục vô gián á, nhưng sám hối rồi cho nên nó nhẹ, nó chỉ đọa vào gì làm 500 đời, làm gì làm chó thôi à. Và khi đến đời thứ 500 nó gặp ngài Xá Lợi Phất. À, cứu một cái à, cái nhân duyên nghiệp báo nó vậy mà, cho nên ra cái đời sau thành người đúng không, thành người cái đắc quả là hắn bị cái nguyện xưa người ta tu rồi, cái chẳng có phải ngẫu nhiên, không có ngẫu nhiên đâu, không có nào ngẫu nhiên. Học Phật pháp mai mốt quý vị học thông giáo lý A Tỳ Đàm á, luận câu xá rồi quý vị thấy nó không ngẫu nhiên. Đừng có nói mình tu người ta đắc, mình tu mình không đắc, mình cứ tu đâu mà đắc. Người ta tu vô lượng kiếp, người ta hồi hướng bao nhiêu tâm bồ đề, người ta hồi hướng bao nhiêu công đức, người ta nguyện như vậy thì nó thành quả như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy. Còn mình tu tà tà tu cái hồn gì đâu mà bỏ đắc, cho nên là cái gì nó cũng có đó. Và cái nhân như thế nào thì nó như thế đấy, nhân à, cái gọi là nhân đen thì cho quả đen, nhân trắng cho quả đen, à, quả trắng, nhân lẫn lộn đen trắng cho quả lẫn lộn đen trắng. Thì cái đó là câu chuyện đó nó như vậy, quý vị thấy không? Đó một câu chuyện nó rất là đơn giản vậy thôi, mình hiểu ra là mình thấy rất rõ ràng. Cho nên cái pháp tu nào người ta nói cũng thành tựu hay không thì tùy, mà những người mà tu hành đầu đà giống như đi theo ngài Minh Đệ bây giờ đó, là thật ra mấy thầy đó cũng không phải đơn giản đâu, mấy thầy đó đời trước cũng tu hành đầu đà rồi người ta mới tu được, còn bây giờ quý vị không tu được ra đi mấy ngày quý vị về thôi à. Cái nhân nào nó cái duyên nào, cái xu hướng cái tâm mình á nó hướng theo như vậy, có người người ta tu vậy rồi. Ví dụ như ngài Minh Tạng là ngài cũng có chắc chắn là nếu mình có thần thông, mình có thần thông mình quán được đời quá khứ tu ngài Minh Tệ rồi, cho nên là vừa ngài Minh Tệ xuất hiện cái là đi theo liền, quý hiểu không? Nó nhân như vậy, duyên như vậy, không đơn giản đâu, không có một người nào mà đi theo ngài Minh Tệ được dài như vậy đâu, đi lâu mà đúng không, cả tháng rồi, hơn tháng rồi. Đó là gì, cái duyên đời trước đó, tất cả nó đều có nhân có duyên hay đó quý vị. À, hiểu giáo lý rồi quý vị tuyệt vời lắm, cho nên là mình rất là biết trân trọng cái nhân duyên đời này. Quý vị đi với thiện trang thời gian bao lâu rồi đúng không, quý vị nghe pháp thiện trang bao lâu rồi, quý vị cũng vậy đó, quý vị cũng là kết cái duyên với thiện trang rồi từ đời quá khứ rồi, chứ không đời này vô cái mở mạng lên thấy ông thầy ghét ghét quá bỏ đi chỗ tiêu không còn, không có coi được đâu, bảo thẳng luôn.
cái dân nhân như thế nào quả như thế mà nó yên tâm đấy quý vị, tại vì quý vị chưa có thần thông, quý vị không biết, mình không có túc bằng thông á, mình không có biết cái đời quá khứ của mình như thế nào, chứ mình biết á là mình thấy nhẹ nhàng vô cùng thôi. Đó. Dạ A Di Đà Phật. À, như vậy câu trả lời ở đây là không có biết nào hơn cái nào nha, tùy căn cơ mỗi người. Dạ A Di Đà Phật. Người nào tu cái pháp nào đời quá khứ rồi đó thì họ tu tiếp cái đời này này, tiếp cái đó họ sẽ mau thành tựu. Nếu mình tu trật cái môn của mình á thì nó khó thành tựu. Quý vị hiểu không ạ? Nếu như quý vị thấy cái thiền trang giảng qua giáo lý A Tỳ Đàm á, đúng không? Quý vị thấy nó thông suốt vô cùng á. Tại vì thiền trang nói đó sở trường của thiền trang. Thiền trang biết cái này từ năm 2016 rồi. Thiền trang nói ôi hóa ra mình là chuyên gia di thức. Tại vì đời quá khứ mình tu cái đó rồi. Cho nên là vào di thức á người ta học không được, mình học quá thông suốt là nhanh lắm. A Tỳ Đàm á, bộ A Tỳ Đàm hồi xưa ôm chắc ôm nhiều đời á, tu rồi. Tu thôi di thức rồi, Hoa Nghiêm di thức là tu nhiều rồi. Cho nên là vào ngay ui cái này mình học nó dễ quá rồi. Còn người ta học trầy trật, mình học nó tự nhiên nó thông à. Đó, cho nên là thiên nghe giáo lý này, đó là tại vì mình có A Tỳ Đàm. Đó là cái đời quá khứ đó. Còn tịnh độ mình tu nó khó khăn tại sao? Mình đời quá khứ mình không có tu tịnh độ nhiều, ít tu tịnh độ, mình tu cái môn đó nhiều hơn mà. Vì vậy người biết á là như Thiền Trang nói, người biết á là mình biết phát huy cái môn sở trường của mình. Và mình á, do đời này kém nữa mình kèm theo tịnh độ nữa là để còn lỡ cái xui rủi không đậu không đắc quả thì cũng đới nghiệp bản sanh đó, tức là mình dùng cái phương pháp mình tu, tức là tu như là giống như Sư Gia Khang vậy đó đó, thì mình tu như vậy thì nó thành tựu rất là nhanh đó, mình phải khéo biết chứ không mà mình đua đòi chạy theo người ta thấy người ta tu được mình chạy theo mình tu, mà cái pháp đó mình đời quá khứ mình không tu á, mình chưa tu á, mình tu nó cũng gian nan, tu nổi đâu, thật sự không nổi không. Còn nếu như mình đã tu qua rồi thì tu nó dễ, không dễ dàng gì đâu. Ngài Minh Tạng đi theo được lâu như vậy đâu, rồi có cái thầy Minh Trí đúng không, đó đấy cũng vậy, đâu đơn giản đâu quý vị. Những người đó tùy cái duyên, có thể là lúc đầu không phải vì cái ý đi tu à, cái lúc đầu không phải ý đó, nhưng mà do cái nghiệp quá khứ á, cái nghiệp quá khứ phát nguyện nè, phát nguyện là mai mốt á, ngài tu hành đầu đà con sẽ đi theo ngài tu hành đầu đà. Cho nên là khiến ép, có người ép ông đi theo ông đó đi, đi theo đó đi, đi theo rồi tu luôn à. Cái nghiệp mình phát nguyện là nó dẫn, quý vị hiểu không? Cho nên người khôn á, người ta biết phát nguyện, mình biết phát nguyện, mình tạo nguyện như vậy, cái nguyện nó dẫn mình á, mình đời này không muốn cũng bị ép à, hiểu không? Ép rồi vô nó thành rồi. À, cái cho nên hay lắm, cái học giáo lý nhân quả, giáo lý của Phật á, gọi là giáo lý A Tỳ Đàm á, là mình thấy vi diệu pháp á, hay là chúng ta đang học là luận có xá nó rất tuyệt vời, nó thông suốt rất rõ ràng mà mình thấy nó logic như vậy, mình học mình tu dễ dàng. Dạ đó là chia sẻ như vậy, cho nên là cái này chú Tịnh Đăng cứ yên tâm nha, mình tu cái duyên nào mình đúng cái hạnh của mình á, đúng cái đời quá khứ mình tu nhiều rồi thì mình nó mau thành tựu. Cho nên có Phật ra đời á, Phật thì biết mình tu cái gì, còn bây giờ mình phạm phu với nhau không à, chịu thua à. A-la-hán cũng có thần thông cũng hạn chế lắm, cũng không có biết được nhiều, cho nên A-la-hán cũng chỉ bệnh chưa bốc thuốc chưa đúng đâu à, chỉ có Phật thôi, mà giờ mình không có Phật ra đời thì cũng chịu thua à, cho nên là cũng cũng không biết được nào, cho nên là mình tu cái pháp nào nó đúng thì thành công, đúng với mình mà không đúng mình thôi. Cho nên ai tu mà mình học nhiều pháp môn á, gọi là trạch pháp á, để chọn pháp, khi mình học đến lúc nào đó mình thấy cái giáo lý này nó cái môn này nó hợp mình thì cái môn đó nó có thể là môn chủ tu của mình trong đời quá khứ, và nếu quý vị phát huy cái môn đó nhiều hơn thì quý vị mau đắc quả. Còn nếu như quý vị tu, nhiều người tu tại sao họ tu định dữ lắm là niệm Phật không niệm được, đó là tại vì họ không tu niệm Phật trong đời quá khứ, ít tu á, cho nên là đấy là chúng ta hiểu rồi. Dạ, A Di Đà Phật. Mời cô.